đây thì có cái tòa tổng giám mục của Hòa Đạo, Hòa Đạo Thiên Chúa đó. Nơi đó phát hành những cái tờ báo báo Công giáo. Nếu anh chị các bạn ngày xưa hay đọc báo Công giáo thì chúng ta còn nhớ mỗi ngày thứ năm thì có người phát báo cho chúng ta bằng tạp chí Công giáo. Cho thấy bên đây là tòa tổng giám mục nè, ngay giao lộ Trần Quốc Thảo và Phan Đình Phùng. Chúng ta hay đọc báo Công giáo thì đây là tòa mà nơi mà sản xuất ra báo Công giáo nè ha, tòa tổng giám mục. Mình vừa qua đó là 140 138 Võ Văn Tần, quán cơm của Cô Mập. Chứ mình có review quán cơm Cô Mập ha. Buổi chiều là quán nhậu. Khu vực này ngày xưa là khu chợ Dũi, không biết chợ Dũi đúng hay là chợ Đuổi đúng nữa. Hôm bữa mình có đi đến cái này và tìm cái tung tích của ngôi chợ này. Thôi, một số hình ảnh về con đường Trần Quốc Thảo đi qua Trần Quý Cáp và qua cái đường Cao Thắng đến Hồng Thập Tự gửi cô chú anh chị và các bạn trong một buổi chiều tan sở. Ở đây là vua kẹt xe luôn. Mình đi đâu mà thấy những cái cảnh này là thấy mệt rồi đó. Anh xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Quốc Thảo. Thẳng hướng camera chúng ta sẽ đến đường Võ Thị Sáu, rồi đường Võ Văn Tần. Võ Văn Tần ngày xưa là Trần Quý Cáp ha. Và sau lưng chúng ta đó là đường Yên Đỗ ngày xưa, và bây giờ ngày nay là con đường Lý Chính Thắng. Alo. Không biết copy xong chưa anh ghé, mẹ em anh coi, coi nếu xong anh lấy luôn. Tại nãy em gọi anh lúc là đó nó đang copy, nó báo là còn hơn nửa tiếng á, mà không biết giờ xong chưa. Anh thôi sáng anh ghé đi cho chắc. Vậy anh ghé luôn đi, anh đi nghe anh ghé luôn đi. Dạ dạ. Và nơi đây có rất là nhiều quán cà phê ở cung đường Trần Quốc Thảo này. Theo hướng này mình sẽ đi ra Lý Chính Thắng, Yên Đỗ, rồi Trường Sa, kênh Nhiêu Lộc, cầu Công Lý, Lê Văn Sĩ. Rồi thẳng hướng camera đây, chúng ta sẽ đi về Trần Quý Cáp. Hôm nay em dẫn cô chú anh chị bạn chúng ta đi lanh quanh ở khu vực quận 3 này, và đi qua con đường Trần Quý Cáp nha, để xem biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại có những cái bắt gặp những cái kỷ niệm, và đâu đó chúng ta lại có dịp nhìn lại những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Ngày xưa quận 3 nổi tiếng với những cái biệt thự cổ, thì bây giờ những biệt thự cổ đó cũng một phần thì cũng còn, một phần thì để quen, một phần thì có người sử dụng. Chúng ta vừa qua cái quán mì hủ tiếu mì sườn, nhìn thấy cũng rất là xưa, nhìn thấy hấp dẫn. Để bữa nào mình ghé đó thử. Nếu bà con mình có uống cà phê thì mình hãy ghé đường Trần Quốc Thảo này ha. Và đây là giao lộ Võ Thị Sáu và Trần Quốc Thảo. Đây chúng ta đợi chút xíu nha. Tiếp tục đi gần đây thì có cái
tòa tổng giám mục của Hòa Đạo, Hòa Đạo Thiên Chúa đó. Nơi đó phát hành những cái tờ báo báo Công giáo. Nếu anh chị các bạn ngày xưa hay đọc báo Công giáo thì chúng ta còn nhớ mỗi ngày thứ năm thì có người phát báo cho chúng ta bằng tạp chí Công giáo. Và đây là đường Tú Xương, giao nhau đường Tú Xương và Trần Quốc Thảo. Có lẽ những cái video mà đi xe máy như thế này chắc có lẽ cô chú anh chị các bạn nhìn không rõ cho lắm, nhưng mà đây là những hình ảnh phát thảo. Nếu mà các anh chị các bạn có những cái comment chi tiết hơn, cụ thể hơn thì em sẽ đi bộ để chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Và ở đây có cái chung cư 56 Trần Quốc Thảo. Và đây là đường giao lộ Phan Thanh Giản, chung cư nằm ngay góc giao lộ Phan Thanh Giản và Trần Quốc Thảo. Bây giờ là Điện Biên Phủ đó ha. Sài Gòn bây giờ là 5:30, giờ tan sở. Bữa chúng ta thấy hình ảnh giờ tan sở ở khu vực Tân Bình, hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại giờ tan sở ở khu vực quận 3 này. Ở đây là phường 7 quận 3. Ở đây buổi trưa rất là mát bởi vì có những cái hàng cây rất là lớn. Đây là giao lộ Ngô Thời Nhiệm và Trần Quốc Thảo. Buổi chiều thì xe cộ cũng rất là đông, giờ tan sở mà. Với đặc trưng của con đường này là quán cà phê và những cái văn phòng đại diện của các trường dạy chính trị, bồi dưỡng chính trị, rồi dạy tiếng Anh cho người đi du học. Cho thấy bên đây là tòa tổng giám mục nè, ngay giao lộ Trần Quốc Thảo và Phan Đình Phùng. Chúng ta hay đọc báo Công giáo thì đây là tòa mà nơi mà sản xuất ra báo Công giáo này ha, tòa tổng giám mục. Tay tới tí nữa đó là đường Phan Đình Phùng nè. Con đường này rất là đẹp. Ngày nay đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Trần Quốc Thảo. Nhưng mà chúng ta sẽ đi cái đường Trần Quý Cáp, Võ Văn Tần nha. Võ Văn Tần, đối với đường Võ Văn Tần thì ngày nay nó có hai đoạn, một đoạn một chiều và một đoạn hai chiều. Không biết ngày xưa có phân luồng như vậy hay không á. Nhưng mà bây giờ thì một chiều ha. Đoạn dưới đây là một chiều. Hồi xưa em nhớ ở đây có cái quán cơm gà, quán còn ha, cơm gà Thượng Hải đối diện đây nè, đỏ đỏ nè đó. Không biết trong đó có ngon hay không, để khi nào có dịp sẽ review thử cho cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Con đường Trần Quý Cáp, chúng ta đang đi trên đường Trần Quý Cáp ở đây. Đặc trưng của con đường này là có cái trường đại học mở và những cái tòa nhà. Bên cạnh đó cũng còn những cái biệt thự rất là cổ, rất là lớn. Biệt thự đó nằm ở trên đường Bà Huyện Thanh Quang đó. Những biệt thự có tuổi đời cả hàng trăm năm, cả trăm năm. Và chúng ta thấy ở đây có cái chung cư xưa xưa nè. Chung cư này rất là xưa rồi.
khoảng trước 75. Những cái biệt thự cổ ở đây bây giờ, một số biệt thự là ở khu vực này, một số biệt thự là cái nhà hàng, một số là cái cơ quan, một số là công ty, rồi một số nữa để quan. Ở đây có một cái hàng me rất là lớn, nhiều hơn ở Nguyễn Du luôn á. Có lẽ nguyên con đường này ngày xưa rất là nhiều me ha, nhưng mà ngày nay thì chỉ cái đoạn này là còn nhiều thôi, còn cái đoạn trên kia thì ít rồi. Để mà thấy có biệt thự nè, biệt thự cổ, đây là quán nhà hàng ở ngay góc đường bà Nguyễn Thanh Quang và Trần Quý Cáp. Khu vực này bán rất là nhiều két sắt hai bên đường luôn. Mình vừa qua đó là 140, 138 Võ Văn Tần. Quán cơm của Cô Mập, trước mình có review quán cơm Cô Mập. Buổi chiều là quán nhậu. Khu vực này ngày xưa là khu chợ Dũi, không biết chợ Dũi đúng hay là chợ Đũi đúng nữa. Hôm bữa mình có đi đến cái này và tìm cái tung tích của ngôi chợ này và biết được ngày nay đó là cái tòa nhà bên tay phải chúng ta, đó là tòa nhà Việt Tinh Băng. Và đối với diện cái tòa nhà này có một cái chung cư cổ, nhưng mà chiếc xe buýt này nó che rồi. Chúng ta liên lệ xíu nha, rồi chạy qua đây, rồi xe đậu đây mình không qua được. Nhìn cái chung cư nè, và nơi đây là có rạp Nam Quang, rạp hát thời xưa, nhưng bây giờ cũng là cái rạp, cái phòng trà, phòng hình như là cũng là cái rạp luôn. Không phải là cái rạp mà bây giờ là quán bia club đó. Đối diện bia club đó thì chúng ta vừa qua đó là bánh mì Sáu Minh, nổi tiếng ở khu vực Trần Quý Cáp này ha. Ngày xưa Trần Quý Cáp nổi tiếng cơm tấm về đêm. Có một comment ở cái hẻm 343 đường Trần Quý Cáp, thì hôm nay nhân tiện này chúng ta đi ngang đó xem thế nào ha. Nếu mà đông quá thì thôi, hôm nào em sẽ đi bộ thực hiện một cái riêng một cái video đó để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi trọn vẹn cái con đường Trần Quý Cáp này, nơi đây giao lộ của đường Nguyễn Thượng Hiền, rồi chợ Vườn Chuối, xưa kia là đường gầy xe lửa ở con đường Nguyễn Thượng Hiền đó. Buổi chiều ở đường Trần Quý Cáp thì cũng ta thấy cũng rất là đông đúc, tấp nập. Hôm nay trời không có nắng, trời hơi u ám. Xưa có bún bò rất là nổi tiếng, là bún bò Chú Há đó, bún bò Chú Há hay bún bò Cô Hạnh đó, ngay chỗ chúng ta đang đứng đây luôn nè. Nhưng mà lâu lắm rồi em không có ăn lại, không biết bây giờ mùi vị thế nào.
ở số 300 Võ Văn Tần. Phía trước chúng ta đó là đường Nguyễn Thượng Hiền, giao lộ Nguyễn Thượng Hiền và Trần Quý Cáp, Võ Văn Tần. Và cuối con đường này đó là con đường Cao Thắng. Con đường Cao Thắng, nếu chúng ta quẹo trái thì sẽ ra Hồng Thập Tự, và nơi đó có nhà Bảo Sanh Tự Vũ, hay còn gọi là bệnh viện Tự Vũ ngày nay đó. Thì nếu ta quẹo phải thì sẽ ra Trần Quốc Toản năm xưa, và ngày nay là 3 tháng 2 đi đến khu Trần Quốc Toản thì chúng ta nhớ đến đó là khu rất là nhiều doanh trại quân đội, nơi đó có viện hóa đạo, rồi nơi cơ quan viện trợ bốn bên. Ồ, xe chạy ẩu quá. Nơi ngay góc này có cái cô bán chuối rất là nổi tiếng, bán chuối nướng ở con hẻm 378 Võ Văn Tần. Chuối nếp nướng ở 378 Võ Văn Tần ha. Ở Sài Gòn thì ăn vặt rất là nhiều món, nhưng mà tùy theo khẩu vị của mỗi người. Người thì thấy nó hấp dẫn, ngon, người thì thấy nó dơ, bụi, nên thành ra ăn uống là một cái gì đó nó mang tính chất cá nhân. Người thì nói ngon đối với người này và không ngon đối với người kia. Nhưng mà theo em thì món nào em cảm thấy ngon thì em sẽ review và chia sẻ cùng bà con cô bác. Hy vọng và trong những cái sự lựa chọn đó cũng hợp ý với bà con. Quá ở đây kẹt xe quá trời. Ta sẽ quẹo trái ra Hồng Thập Tự để đi về nhà nha. Đó, ở đây là vua kẹt xe luôn. Mình đi đâu mà thấy những cái cảnh này là thấy mệt rồi đó. Ngay vị trí này có bánh cuốn Hải Nam cũng rất là nổi tiếng. Xưa thì em hay đi ăn với mấy anh lớn tuổi, nên thành ra biết rất là nhiều cái quán mà nó xưa, nó không có tiếng từ đó giờ. Còn bây giờ ra rất là nhiều quán rồi, nên thành ra đi không xuể. Phía trước chúng ta đó là nhà Xanh Tự Vũ. Ở đây thường diễn ra cảnh kẹt xe buổi chiều thế này. Phía trước là đường Hồng Thập Tự rồi. Thôi, một số hình ảnh về con đường Trần Quốc Thảo đi qua Trần Quý Cáp và qua cái đường Cao Thắng đến Hồng Thập Tự gửi cô chú anh chị và các bạn trong một buổi chiều tan sở. Chắc bây giờ em xin tạm dừng cái video. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký ngày hôm nay để chúng ta tiếp
tiếp tục xem những cái video của ngày mai nha. Biết đâu trong những hình ảnh của ngày mai đó chúng ta lại có được cái thấy được những cái kỷ niệm của chúng ta, hoặc là những cái căn nhà xưa, những người xưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.